Nhật Bản tìm cách mở lại săn bắt cá voi, tin từ Tokyo. Một trong những quan chức hàng đầu của Nhật Bản về vấn đề đánh bắt cá voi hôm nay đã nói rằng phán quyết của Tòa án quốc tế đưa ra trong tháng 4 chống lại cuộc săn bắt cá voi lớn nhất của Nhật Bản có thể cho phép nước này đưa ra một kế hoạch mới cho việc săn bắt cá voi, trong khi Nhật Bản đang tìm cách khởi động lại việc đánh bắt cá voi cho thương mại. Chương trình săn bắt cá voi cho khoa học của Tokyo đã bị Tòa án Công lý Quốc tế ICJ ra lệnh chấm dứt, khiến cho Nhật Bản phải hủy bỏ mùa đánh bắt cá voi 2014-2015. Nhưng sau khi đọc qua phán quyết, Ủy viên của Nhật Bản tại Ủy ban Quốc tế về đánh bắt cá voi IWC, ông Yoji Morishita, cho rằng các chi tiết cụ thể trong phán quyết thực sự tốt cho Nhật Bản. Ông giải thích, phán quyết chỉ đơn giản ra lệnh chấm dứt chương trình đánh bắt cá voi khoa học hiện nay và đã không cụ thể cấm việc đánh bắt cá voi nói chung. Phán quyết này cũng vẫn cho phép các biện pháp giết chết khi làm nghiên cứu về quần thể cá voi. Mặc dù Nhật Bản đã hủy bỏ được săn cá voi ở Nam Cực trong năm nay, nhưng đã tuyên bố sẽ trang bị lại cho chương trình nghiên cứu của mình có thể bắt đầu lại vào mùa 2015-2016 và cũng nhắm đến mục tiêu khởi động lại đánh bắt cá voi cho thương mại. Nhật Bản từ lâu đã cho rằng hầu hết các loài cá voi không bị đe dọa tuyệt chủng và đã bắt đầu cái gọi là đánh bắt cá voi cho khoa học vào năm 1987, một năm sau khi một lệnh cấm quốc tế có hiệu lực, bất chấp sự phẫn nộ ngày càng tăng trên thế giới, bao gồm cả từ các đồng minh chủ chốt như Hoa Kỳ. Mặc dù ngày nay có rất ít người Nhật Bản ăn cá voi, nhưng chính phủ đã tuyên bố sẽ thúc đẩy cho việc nối lại đánh bắt cá voi cho thương mại, vì đây là một món ăn quan trọng trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản của Nhật Bản cho biết sẽ đệ trình một kế hoạch mới cho đánh bắt cá voi ở Nam Cực trước Ủy ban IWC vào năm 2015, với mục đích nối lại việc đánh bắt cá voi ở khu vực này vào cuối năm 2015.